Dạ Thanh Liêm mến chào quý cô chú anh chị em mới trở lại với video tiếp theo của Thanh Liêm Long Xuyên. Thì chiều hôm nay thì Thanh Liêm cũng lại tiếp tục đi vô, bây giờ em là chơi là nó thiệt luôn. Tới đâu tới. Cuộc đời này mà vô thường nó đến lúc nào mình đâu có biết đâu, bây giờ cứ tới đâu tới. Ăn thua đủ với đẹp luôn cũng được nữa. Cừ. Rồi chuẩn bị đi quý vị. Rồi bây giờ đi quý vị ơi, chiều nay đẹp hết khủng rồi, sáng khủng nặng quá, giờ hết khủng rồi đó. Chào quý cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vô. Thì cái sự việc hồi sáng thì cũng mong cả nhà thông cảm quý vị. Ở ngoài luồng mong muốn của Thanh Liêm quý vị, nhiều khi mình đỡ không nổi. Thì hôm nay thì Thanh Liêm sẽ đi lấy số. Chuyện hôm nay là sẽ tiếp tục đi lấy số quý vị. Wow, không quên. Cái màn này rồi lại sẽ có lỡ đi tiếp. Ừ, gì đâu gì đâu. Thấy chịu luôn. Rồi, vậy là tiếp tục buổi chiều. Qua đường đi. Bữa nay em có đem theo một mít. Coi coi trên cái đường đi coi chiều nay coi có xảy ra sự cố gì không. Đây, đẹp quá. Lên đây, lên. Quá đẹp rồi. Lên đây nè, lên đây. Bỏ nó lên đó thì tội nghiệp, còn nó chạy ở dưới là bắt không có được luôn đó quý vị. Ốc len đó
Trước đây không biết có bị tắt không, tắt gọi là khỏi nghe luôn. Chiều hết tảnh rồi, buổi sáng làm quá làm. Một lần nữa thì Thanh Liêm cũng xin lỗi quý cô chú anh chị em trên cộng đồng, thì thôi thì bỏ qua cho chị đẹp quý vị. Một phần là do cái Thanh Liêm cũng quên là cái sim đó là không phải là cái sim đăng ký chính chủ. Còn cái sim mà hôm hổm mình đưa cho chị là cái sim mình đã đăng ký chính chủ rồi mà không biết chị bỏ ở đâu rồi. Bỏ mất cái sim đó rồi. Sáng nắng chiều mưa phải không? Giờ hết rồi đó. Hiểu rồi, giờ biết rồi cũng không có biết dặn rồi, quý vị cũng thông cảm với Thanh Liêm. Bây giờ quý vị có dặn nói Thanh Liêm cái gì thì cũng chịu thôi. Em bây giờ cũng em nói thật sự luôn, bây giờ em cũng giới hạn quay hoàn cảnh thôi quý vị ơi. Ôi dép chạy. Dép kia đứt rồi quý vị, thấy gì thôi. Đó, rồi, gì? Gì? Lấy bọc bỏ dép kia vô chạy. Sáng chữ lộn chiều đi lấy số. Đâu? Ok chưa? Chưa chạy đã đi chạy. Đã đi nè. Rồi đi ra ngoài em sẽ chọc cho chữ lộn nha quý vị. Chà, lựa đôi dép hay thiệt ha, lựa cái nghe bốc luôn à. Mày vừa tội mày lắm, mày cứ lửng tửng hoài mới bị nhốt lại là phải rồi. Lì nghe, mày đứng mỏi chân mày luôn.
Police cảnh sát Campuchia. Mắt bà đẹp đem về bãi luôn giùm tôi lên trời. Nói chuyện tập thào nó bay nữa rồi đó. Dễ quá ha. Trời ơi. Má ơi, nói chuyện hết hồn không? Ê, bạn bà kìa. Đó, phải không? Bạn kìa phải không? Bạn trai đó. Buồn hết tình chị rồi đó. Ê, chú kìa, hỏi thăm uống ơi, sao cả đầu nha. Ba ơi, ba kêu ba cạo đầu đó. Kêu ổng vậy. Ôi trời, hết tình gì đẹp cái gì rồi. Đó. Giờ Thanh Liêm cùng với chị đẹp ra tới chỗ lạnh số rồi nghe quý vị. Thanh Liêm bây giờ đang bị tố ở trên mạng dữ lắm. Đẹp đánh đi. Tố bây giờ nói Thanh Liêm ăn chặn tiền Mạnh Thường Quân đồ, ăn trăm đô. Ăn trăm đô ít quá, nó ăn ngàn đô, hai ngàn đô gì đó. Nó ăn trăm đô ít quá trời ít rồi. Rồi tắt cái mic rồi. Tắt cái mic rồi, nãy giờ không nghe được gì rồi. Coi đó nhiêu tờ giùm em ơi chị. Đó. 7 này 30 tờ nè. Rồi 30 tờ cái gì, lấy thêm 20 tờ nữa. Bán nổi không? Bán nổi. Hả? Bán nổi không nha? Thì cho giống người ta thì đưa nhiêu ta lấy nhiêu. Cho nhiêu lấy nhiêu phải không? Rồi giờ gửi lời cảm ơn đến chị đó đi. Chị đó cũng là cái này đây nè, cũng của chị đó đó. Bây giờ cảm ơn tiếng ơi, cho chị vui ơi. Đây nè, nhìn vô máy nè. Quay con chi? Quay con này đi. Gọi lời cảm ơn chị Tiến ơi. Quay con này đi. Con này nè, con miếng đây. Con miếng cái mai tay đỡ không thì nghĩ cái mai tay. Gọi lời cảm ơn Tiến nó lấy số được. Trước sau là 50 tờ luôn ngày hôm nay nè. Đó. Đây là hiện vật. Ok không? Giờ bạn gọi lời cảm ơn Tiến ơi. Gì kỳ vậy? Nói lên thành lời mới được. Cảm ơn chị. Không, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ở đây. Chị cho không gầy nha, là lĩnh tỉnh nè, lúc nào mua với số giùm nè, lúc nào lấy là lãnh số nữa nè. Nhiều rồi đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tiến rồi. Dị má mới sên bùa hay dị má. Rồi đi qua bên công viên ngồi đi. Thưa quý cô chú anh chị, thì giờ Thanh Liêm cùng với chị đẹp đi qua công viên ngồi. Thì hôm nay là chị cũng giấu tên đó, nhưng mà với số này với hổng gài là chị ủng hộ cho chị đẹp và đưa vốn cho chị đẹp bán, cho chị đẹp vốn đó. Cũng là chị không à. Thì bây giờ là qua bên bển. Hôm nay là trước sau là 50 tờ nha quý vị. Rồi qua đó đi. Qua đó ngồi đi. Xe đó, xe kìa. Rồi qua đi. Rồi ngồi đây nè. Đây nè. Đi đâu phải chạy. Trời ơi. Thiệt dữ luôn hả? Rồi xuống đi. Rồi lấy bộ bài ra đi. Giờ nó lại một tiếng ơi, cảm ơn chị. Ngã con, nó cắn con, nó con. Ngã rồi, thấy bị rồi á. Cảm ơn chị đi, rồi cảm ơn chú Liêm. Chú Liêm sắp sửa lên trời rồi, bị cô đẹp hành hạ giết rồi, sắp sửa lên trời rồi. Nhìn đây nè.
Nè đếm rồi coi đủ 50 tờ không? Đếm rồi. Rồi thả cho, cảm ơn chị Tiến coi. Cứ đưa ngón tay thả tim không mà ai biết gì đâu. Ai biết cái gì đâu mà cứ thả tim con mà. Giờ chơi nè, đó chơi theo kiểu bùi đời chả lớn luôn, ngồi này. Ngồi ở đây luôn. Rồi bỏ gỡ lại, cảm ơn Tiến ơi. Mình tao mua cho vài tấm nè. Cảm ơn nghe thank you. Ghét là Thanh Liêm cũng khùng heo luôn rồi quý vị ơi. Dạ dạ. Chị đại. Chọn like coi. Quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thanh Liêm Long Xuyên không quý vị.